xong. À, rồi anh tiếp anh. Dạ anh. Em tên Hùng. Em sinh năm 97. 97. Ai cũng giới thiệu tên tuổi, tự nhiên anh giới thiệu tên không còn tuổi anh đâu. Anh mà giới thiệu tuổi nghe em kêu bằng chú á. Không có. Kêu thôi. Thì mọi người vẫn kêu anh thôi. Anh này sinh năm 1989. Vậy bây giờ em đoán đi. Em đoán 89 đúng không? Em đoán 82. 82. Tầm xinh dữ vậy em ơi. Một buổi sáng trong xanh và những cuộc gặp gỡ định mệnh, ngôi nhà chung lại chào đón những gương mặt mới. Thành viên nam đầu tiên xuất hiện trong phiên bản đặc biệt lần này của ngôi nhà chung là Đào Văn Hùng, sinh năm 1997. Hiện tại anh chàng là sinh viên khoa công nghệ thông tin của Đại học Bình Dương. Ngoài ra, anh chàng cũng đang thử sức mình trong lĩnh vực người mẫu diễn viên. Một bạn gái của mình là giọng nói, về giọng nói thì nhẹ nhàng một chút xíu, biết nấu ăn, có biết một chút xíu về nghệ thuật, ví dụ như ca hát. Mục đích lần này mình đến với chương trình là để tìm người yêu. Thì từ trước đến giờ, đến hiện tại, bây giờ thì mình đã trải qua một mối tình. Mối tình đó cũng kéo dài cũng được gần một năm. Cho đến thời điểm hiện tại bây giờ thì do công việc và việc học nên mình tập trung vào nó nhiều hơn nên là không có thời gian để tìm hiểu. Và thành viên nam thứ hai đó chính là Trần Nam Duy. Anh chàng sinh năm 1988, hiện nay là một đạo diễn kiêm biên kịch cho một công ty truyền thông tại thành phố Hồ Chí Minh. Thực chất thì mình trải qua hai mối tình. Một mối tình từ năm 16 tuổi, nó kéo dài 10 năm. Sau khi trải qua hai mối tình, mình cũng có khá kinh nghiệm trong tình yêu. Và hy vọng rằng đến với chương trình Clubhouse này thì mình sẽ xóa bỏ lời nguyền ế trong 3 năm nay rồi. Chàng trai tiếp theo đó chính là Nguyễn Trọng Trung Anh, sinh năm 1991. Công việc của Trung Anh là một nhân viên nghiên cứu dự án của trường đại học Nanyang, Singapore. Mình đặc biệt thích những chuyến du lịch mạo hiểm. Và trong thời gian rảnh thì mình còn hay chơi thể thao với cả đi cà phê, đi uống cocktail với cả bạn bè nữa. Về mẫu bạn gái thì mình thích một cô gái thân thiện, cởi mở. Nếu mà cô ấy có một chút phiêu lưu thì càng tốt. Rồi anh. Dạ. Ok. Tên Duy. Anh tên gì? Dạ em tên Hùng. Dạ. Ê, chào anh. Anh tên Duy, em tên gì? Em Trung Anh. Ok, chào. Em tên Hùng. Anh tên Trung Anh. Ok. Hùng, Duy, Trung Anh. Em 97. Em 97. 97. Em 91. Anh hả? Thôi đừng nói. Biết anh nói chứ là được rồi. Dạ. Okay. Quê em đâu? Em gốc ở Thanh Hóa. Còn Thanh Hóa à? Bây giờ em hiện tại thì học và làm việc tại Bình Dương. Còn em? Thì em ở Hà Nội. Hà Nội. Em vô đây lâu chưa? Em cũng mới vào, em mới qua Sài Gòn được mấy hôm. Vừa thấy cầm bộ hoa đến anh Duy. Nên thấy hơi mắc cười. Tưởng đâu tặng cho anh hả? Đúng rồi. Lý do mà sao mà em tham gia lớp học? Thì nó chung với cả cái lịch trình của em. Thì đúng cái lịch trình là em đi về xong rồi đi một vòng đi tất cả. Thế là muốn tham gia chương trình này từ rất lâu rồi. Đợt này có dịp về. Nhưng mà nếu mà lỡ có một cô gái nào đó mà phù hợp với em và ưng ý với em thế thì tốt quá. Một tiếng tới lâu dài thì em có về Việt Nam làm việc không hay là em bận? Em sẽ cân nhắc. Em nhớ nó có 4 năm. Anh cũng anh đang thắc mắc về thứ tư là. Và chàng trai cuối cùng đó chính là Hồ Thanh Phong, sinh năm 1995. Nghề nghiệp chính của anh chàng là một vận động viên taekwondo và là một diễn viên tự do. Mục đích của Phong tham gia chương trình này á là Phong muốn tìm được một nửa cho riêng mình. Là Phong đã ế rất là lâu rồi. Phong đã có một cái khoảng thời gian là Phong quen bạn gái cách đây khoảng 5 năm. Nếu may mắn và có duyên đi nữa thì Phong sẽ tìm được một nửa của mình. Và hy vọng là cô gái đó phù hợp với Phong và đến từ chương trình này. Chào em. Hello. Dạ. Em chào. Anh là Duy. Dạ. Em là Hùng. Trung Anh. Dạ. Em là Phong. Dạ. Hôm nay anh đến đây lâu chưa? Anh tới cũng lâu rồi. Cũng nói chuyện từ Việt Nam qua Sing rồi tới Nhật rồi. Bây giờ em vô thì quay lại câu chuyện Việt Nam. Quê em ở đâu? Dạ, quê em ở Việt Nam. Ở Việt Nam. Dạ, em lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Rồi em làm gì? Em là vận động viên taekwondo. Chưa.
nhìn với cái vẻ bề ngoài của em vậy á là người ta vẫn khó đoán. Em cũng hài hước lắm đó. Còn anh làm gì? Anh hả? Anh làm đạo diễn và biên kịch. Ồ vậy hả? Khi nào có phim gì nhớ cho em tham gia với nha. Nhất định. Dạ. Yeah. Nếu mà có pha hành động dùng taekwondo. Dạ. Thì, không, nếu mà không có pha hành động luôn, hài hước rồi vui nhộn nhịp rồi thì không, anh thấy em đủ duyên rồi đó. Yeah. Mà diễn viên là phải xin đạo diễn chứ đúng không? Bây giờ anh là phải xin đạo diễn trước. Thì đó, trời ơi, anh vô là anh ngỏ lời trước để sau khoảng ngày coi cái cách ăn ở của tụi em sau đó. Em nghĩ là em ăn ở sạch. Dạ. Các thành viên nam đã gặp nhau, ai cũng mong muốn tìm được một người yêu như ý. Liệu các cô gái có đúng với hình mẫu mà các chàng trai tìm kiếm? Ôi, nhưng mà xúc động mình rơi cái này rơi vào tay tôi rồi nha. Cái này là định mệnh nha. Cô gái đầu tiên đó chính là Phan Quỳnh Ngân, sinh năm 1995, công việc chính của Quỳnh Ngân là người mẫu. Cô nàng từng đoạt danh hiệu Á hậu của cuộc thi Hoa hậu châu Á năm 2017. Mình đã trải qua hai mối tình và hình mẫu bạn trai lý tưởng của mình là người lạnh lùng bên ngoài, ấm áp bên trong, ít nói làm nhiều. Sở thích của mình là thích trượt ván, thích hội họa. Khuyết điểm của mình là mình ít nói và không biết cách thể hiện cảm xúc, mình không biết nấu ăn. Trong này còn gì không? Đó là thùng. Quá. Em ơi, cái này nó rớt. Nhưng mà cái đó nó đẹp quá. Nó tự rớt vô tay anh. À, đâu muốn đâu. Nói chung là tất cả mọi thứ đều là định mệnh. Cái tấm hình này tự rớt vô tay anh. Dạ. Anh đâu có muốn đâu. Nhưng mà em nghĩ nếu mà nó đủ duyên thì nó sẽ đến thôi. Đúng rồi, để anh gấp dạ, nó lại. Ừ. Dạ, anh gấp lên giữ. Vì là ai vậy anh? Mọi người cũng xem đi. Em nghĩ... em xin phép gọi bằng chị. Tại vì em nhìn chắc chắn sẽ lớn tuổi hơn em. Cô gái tiếp theo tham gia Ngôi Nhà Chung mùa này là Trương Bích Trân, sinh năm 1994. Bích Trân hiện tại đang kinh doanh thời trang. Mẫu bạn trai lý tưởng của mình thì một người chững chạc và ga lăng và một chút tinh tế. Ưu điểm của mình thì là mình là một người thích rõ ràng và mình cũng biết đèn piano một tí và mình cũng biết thiết kế thời trang một chút xíu. Và nhược điểm của mình thì mình hơi hay lèm bèm một cái vấn đề gì đó, mình thấy đéo đi nói lại. Đen 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 đen. Phạm Thị Minh Trân, sinh năm 1999, hiện tại cô nàng đang là sinh viên năm 3 của Đại học Mở. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Minh Trân. Mình đến đây mong muốn của mình là tìm một người bạn trai lý tưởng. Có thể là người đó sẽ cao mình một chút xíu, sẽ am hiểu một chút về con gái, dễ thương, hòa đồng với mọi người. Hết rồi. Những điều mà mình không thích ở một người con trai là một người con trai lăng nhăng nè, nói nhiều nè, rồi không có chính kiến, không có cầu tiến trong cuộc sống. Thì mình không thích những người con trai như vậy. Thực sự là Phong rất là bất ngờ khi nhận được cái tấm hình này. Thực chất là Hùng khi mở ra thì là chia mỗi người một tờ. Thì vô tình thôi lại trúng bạn gái này. Thì Phong nghĩ đây là cái duyên giữa Phong và bạn gái ấy. Và hy vọng là sẽ là một cái gì đó giữa những cái người mà còn nửa còn lại của mình. Hy vọng là sẽ hợp lại với nhau và hy vọng là Phong sẽ có duyên với bạn gái này. Tất cả mọi người đều có một cái lý do riêng của họ rồi. Như vậy thì rất hào hức được gặp bạn. Dương Thị Thảo Quyên, Anna Quyên, sinh năm 1999. Công việc chính là một food review và là một YouTuber. Mình đã từng trải qua có thể nói là hai mối tình và hầu như thì đa phần đó là cái thời học sinh nên cũng không để lại cho mình quá nhiều cái điểm sâu sắc. Mẫu bạn trai lý tưởng của mình là cao từ 1m7 trở lên và có thân hình mũm mĩm một tí. Đặc biệt là bạn trai mình nếu mà tiếp xúc với mình thì mình thích có một tí trẻ con. Còn nếu mà trong công việc thì có một tí trưởng thành và chững chạc. Cuối cùng mà mình không thích ở bạn trai đó chính là không biết chia sẻ. Tại vì trong cuộc sống mình có rất là nhiều điều mình không phải cứ giấu trong lòng, nó có thể giải quyết được, có thể chia sẻ với người yêu mình để cho hai người hiểu nhau hơn. Ai biết chọn lại không? Em hả? Em thấy có mối tình ở trong này rồi đấy. Em muốn chọn lại đúng không? Ok.
lại không? Em có muốn chọn lại không? Không. Bạn này xóa hợp với em hơn, bạn này chị em mà. Em này tùy à? À. Không sao hết. Em có bằng lái chưa? Có bằng lái. Từ từ sẽ học anh. Rồi, quyết tâm. 1, 2, 3. Yeah. Cái ly đẹp á. Tại sao nam có phải đi trễ trời? Cậu mình gặp bạn nam cũng được thì thôi, mình bốn nữ. Bốn nữ. Không, nam thì dễ. Nghĩ em chị sau khi tham gia chương trình không phát hiện ra. Không phát hiện ra, em đã phát hiện ra. Vậy mà con gái chỉ nghĩ rằng mình thích con trai đến khi mình gặp được người con gái của đời mình. Đúng rồi. Em đã gặp được rồi, em đã gặp được rồi. Em cũng không biết. Trời ơi, lát thay đồ em ơi. Chết rồi. Thay đồ. Đẹp đồ thêm nhiều không? Cũng khá khá. 80 bộ không em? 80 bộ không em? Không vậy. Chị thay đồ đi. Chắc đi thay đồ quá. Thay đồ đi. Em ghét chị. Trời ơi, đâu phải lỗi của chị đâu. Ủa, hai đứa. Quờ chúng mình. Lỗi hai đứa. Không, như vậy tạo cơ hội cho em thay một outfit mới. Ủa? Quay mới, đẹp hơn, bộ này mặc rồi. Không đó. Xong chưa nè? Trời ơi. Wow. Cho chàng pháo ta liền. Nổi bật liền. Đáng ghét thiệt. Ở sao đi là phải đem mấy cái đồ đó nổi như cô này nè. Thì đi mình biển mà. Hình ảnh lên được chứ thôi là tím xanh hết. Mặc một màu đi không? Chào mấy bạn. Em chào mọi người. Em chào. Chào mấy bạn. Hello. Ok, hello. Hello, xin chào mọi người. Mọi người ơi, ai cầm hình em vậy? Chứ không ai cầm hình tôi sao á. Ở đây có 4 người, anh chuẩn bị một bó anh bạn ơi. Mình có thể chia đều. Anh chia đều hả? Mà tới đây cũng không biết tên nữa. Rồi giới thiệu đi. Giới thiệu đi. Anh giới thiệu sau. Không, okay. Anh giới thiệu trước. Anh người rồi. Giới thiệu trước. Ok, anh tên Duy. Tuổi thì đừng nói tới tuổi của anh. Biết chắc là lớn tuổi nhất ở đây ha. Mới nãy anh chọn được bức hình của em. Em tên gì vậy? Dạ em tên Trân. Dạ. Cái gì Trân? Em tên là Minh Trân. Minh Trân, ok. Còn anh tên là Hồ Thanh Phong. Anh sinh năm 2000. Ồ, anh 2000. Wow, bạn tuổi luôn á. Bằng tuổi luôn ha. Em nhỏ hơn anh luôn, em sinh 2003. Vậy hả? Trời ơi, 2000. Tự nhiên cái xương xương em lớn tuổi hơn. Tự nhiên thế là chỗ này sai thế nào? Không. Nếu mà thật sự các bạn sinh năm như vậy á thì các bạn nên kêu anh bằng chú. Bằng chú. Dạ, không. Mình tên là Phan Quỳnh Ngân. Mình sinh năm 90. Ừ, 90, dạ. Kêu chị đi. Dạ, chị. Dạ. Nói đùa thôi, sinh năm 95. À, 95. Dẫn chị. Em tên là gì? Em hai ba. Anna Nguyên. Anna Nguyên là em của Anna Bell. Là em của Anna Bell. Nguyên. Gì hết? Phim đó em đóng rồi. Em sinh năm, đón xem mọi người. Đón sinh năm gì? Anh nghĩ là 2000. Dạ đúng rồi, sinh năm 99 á. Con trẻ. Trung Anh. 91. Em tên Trân. Em sinh năm 94. Hai chân thì đó mấy này bé giới thiệu tên Chân là ai lớn hơn chị lớn hơn em lớn hơn cái này là chân lớn này chân nhỏ lớn chân nhỏ hả đây là chân nhỏ em sẽ không có bị quen em đúng rồi chân này chân chân đi anh chân to nhỏ hả mình khỏi kêu đi chân lớn chân nhỏ nghe dễ thương hơn ở miền Tây người ta kêu vậy đó quê anh ở miền Tây hả đúng rồi anh giới thiệu quê quán đi rồi giới thiệu quê quán của anh con rồi anh tiếp anh dạ anh em tên Hùng em sinh năm 97 97. Ai cũng giới thiệu tên tuổi, tự nhiên anh giới thiệu tên không còn tuổi anh đâu. Anh mà giới thiệu tuổi nha, em kêu bằng chú á. Không có. Kêu thôi. Thì mọi người vẫn kêu anh thôi. Anh này sinh năm 1988. Vậy bây giờ em đoán đi. Em đoán 89 đúng không? Em đoán 82, 82. Tầm muốn dữ vậy. Em ơi. Anh nghĩ là về sau mình không cần nên hợp tác với nhau trong không một có. Dự án. Không có cần thân tình như vậy luôn. Mọi người ăn gì chưa? Anh có một cái nhắc nhẹ và cũng có một cái đó là một cái sự chia sẻ thôi hay là số cưng của anh không
Em duyên lắm. Em rất là duyên. Anh Trung Anh. Điều mà mình không thích nhất ở người con gái là chắc có lẽ là vô duyên á. Bởi vì con gái vô duyên cho dù có đẹp tới cỡ nào thì cũng sẽ không thu hút mình. Nói nghe nè, xách thay đi. Từ từ rồi, anh nói đi. Anh từ khi nào mình đã có lên đời vậy? Anh đang chơi trường, năm nay là năm thứ 7 rồi. Wow. Nên đó hả, mọi người cứ ăn thoải mái, anh tự kiếm đồ anh ăn được ha. Cái này anh ăn được nè, có cái nào? Nè, cái này anh ăn được nè. Okay. Không, xin lỗi Trân. Anh xin lỗi em là vì là hồi nãy rớt vô tay anh á, tại cái hình của em. Nhưng mà thực chất là anh có một cái sự rung động trước một người đẹp. Nên là khi để anh quyết định để đổi, để chọn á, thì anh lại chọn em. Em không nhớ tên. Xong rồi. Đừng, phải nói em tự mò ra em. Từ đây trong vòng 7 ngày thì cũng nhớ được cái tên. Không. Em có tên không? Mấy anh nói thiệt á, cái này là anh nói thiệt cái giống mình. Còn em đưa đây kể cho. Mấy nãy mở bao thư ra nha. Tự nhiên cái tấm hình của em nó rớt. Tự nhiên nó rớt vô tay anh. Anh nói thiệt, nó rớt vô tay anh. Cái anh diễn thiệt đó. Anh mới nói á, đây là định mệnh. Nhưng mà anh nghĩ rằng anh niên bây giờ sống ảo nhiều lắm nên anh đổi cho bạn này. Anh không có nói là thanh niên sống ảo, anh chỉ nói là nhìn cái hình thì chắc là không phải 100%. Đâu, cho em có hình như thế nào mà không phải 100%, xinh quá trời. Đúng rồi. Bởi vậy anh mới đánh đổi. Gặp ở ngoài thì thấy sao? Phải, tại vì đem tóc đi, cái này đang mơ màng nên nhìn hai hình tượng hơi khác. Gặp ở ngoài thì như thế nào anh? Gặp ở ngoài, hồi anh xin ban tổ chức là cắt cái khúc hồi nãy anh nói. Không, lẽ này mơ màng. Mơ màng. Giờ tóc đi nhưng mà cũng giống hả? Cái bí mật của anh đâu? Thật ra anh có chuẩn bị quà cho tất cả mọi người. Tất cả mọi người ở đây ai cũng sẽ có quà hết ha. Lanh lắm anh. Bây giờ em cảm ơn. Bữa nữa. Dạ. Con kia thích nhiều anh nha cưng. Chủ quán ơi. Dạ. Cái gì? Bước ra khỏi quán thì trả lại cho người ta chứ có gì đâu nè. Đậm đi cưng. Em làm cuốn gì? Em tức. Tức quá. Em tức ơi. Dạ mừng hồn. Bỏ đặt quá thì nít. Nở sao nè. Em đáo quá vậy ta. Em nở lên kìa. Em thích đọc của em. Thạch xanh lý thông. Thạch xanh lý thông hả? Chọn anh chọn cuốn sách cho mọi người đó là ngẫu nhiên nhưng mà rất là em có chơi chứng khoán. Chết thì chứng khoán anh nha cưng. Anh tại sao cứ chữ chết nghe em vậy anh? Cái gì tập vậy? Trung phải đó em phải tập trung. Yeah. Em gì vậy? Nước Mỹ xin. Nước Mỹ thôi. Rồi mới có em lấy chồng nước ngoài em. Chắc rồi quá. Em đi anh ơi. Vậy đây giang dám giang. Nghĩ là ok đó, bây giờ anh lựa sách rất là phù hợp với mọi người của anh là nè nghe nè tập trung với nó tập để anh nói đi rồi, dạ anh cứ nói anh Sài Gòn yêu anh đi đẹp trai anh yêu đi em Sài Gòn yêu đi em. Nằm cái tưởng sai nữa. Nó chơi thôi, chứ thật ra mình cũng có chuẩn bị một món quà thôi. Và trước khi đến chương trình, anh có chuẩn bị một món quà ngẫu nhiên ra mắt mà anh tặng em. Cảm ơn anh. Wow. Gì vậy vậy? Trời ơi. Thật sự thì mình cũng có tuổi rồi, nên cảm xúc của mình khi tham gia chương trình này là có bao nhiêu là chơi hết bao nhiêu, khô máu, nhất định phải đem được bạn gái về. Thực chất thì hôm nay Phong cũng có chuẩn bị một cái món quà. Nhưng mà vì lý do kỹ thuật á, vì trục trặc quá, nên là Phong sẽ hẹn ra ngoài đó thì Phong sẽ tặng cho Ngân. Hy vọng là Ngân đừng buồn Phong. Nên là cho Phong xin lỗi. Anh cũng cho được món quà tặng em. Đúng rồi, sao giống nhau không vậy Son? Cảm ơn anh nha. Không gì. Vậy còn viết một cái thế mà chẳng. Về có thư hả? Biết có thư. Yêah. Yêu em. Đúng. Nói yêu em hả? Đúng không? Anh im không? Không, anh đọc giùm lời của ảnh thôi. Anh không nên biết, cái này chỉ một mình em biết thôi. Ghê. Ok, giờ tới em. Thì em hơi khác mọi người một xíu là... Dạ em thấy em cũng chắc mặn nhất đó. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ. Đây là một cô gái được bó hoa cúc. Vậy? Đây phải hoa cúc đó. Chứ hoa gì em? Hoa hướng dương. Em đừng nói hoa cúc là người ta để cúng.
Thôi anh Phong, anh có lay lay rồi hả? Ok, cảm ơn anh nha. Hôm nay tại vì em xin lỗi mọi người là vì là Phong có một cái việc đột xuất á, nên hẹn mọi người vào sáng ngày mai thì Phong sẽ gặp lại mọi người. Sau buổi gặp mặt đầu tiên của 8 thành viên, các bạn nam đã có những cuộc hẹn hò ngắn với người con gái mà mình đã lựa chọn thông qua những tấm hình ngẫu nhiên. Ủa vậy anh như là vô Sài Gòn lâu chưa? Anh có đi được chừng 3 năm. Nếu mà nói vào trong này thì hồi bé là trong này. Nhưng mà khi mà vào cấp 1 á, về ngoài cái ông nội ngoài đấy. Vậy là anh chụp hình với làm IT đúng không? Anh là người mẫu. Những cái tự do. Producer. Trời. Barista. Hay ha, vậy là đi học hả? Không, cái này là cũng anh lên mạng anh tìm hiểu. Kiểu như anh làm nhạc là anh tự tìm hiểu không hay là tất cả những cái anh kể ra là tự tìm hiểu hết. Còn cái hiện tại thì bên lập trình thiết kế website là chỉ giúp là đi học trường. Kiểu mỗi thứ mình biết một chút xíu. Mà thời buổi giờ thì biết cũng tốt. Hay chứ. Vậy cũng không có thời gian nhiều đúng không? Có bạn gái thì thời gian dành cho bạn gái thì sao? Khi đó là mình sẽ xếp bớt lại cái thời gian của mình. Cái công việc của mình, cái nào hợp lý thì mình sẽ... Đấy. Ủa vậy sao anh biết đến Clubhouse và anh tham gia? Anh tham gia qua mạng xã hội, thông qua Facebook. À vậy hả? Kiểu mình muốn tham gia một cái chương trình gì đó thực tế một chút xíu, chúng tạo cơ hội cho mình. Em thì em cũng biết rồi, bạn bè cũng coi xong rồi kêu tham gia từ mấy mùa trước rồi, nhưng mà không, mà em không có tham gia vì tính em gì đó giờ đã không có thích. Thích sao ta? Thích như vậy nè. Kiểu như là mình nói chuyện á, tới rồi kiểu phải làm quen người này làm quen người kia thì đó, phải làm thích của em thì hơi đầm, hơi chầm. Giống anh kiểu vậy, kiểu bây giờ kiểu nói chuyện như vậy nó chuyện vui vui, ok bạn bè nói chuyện vui, nhưng mà để mà tham gia để mình con là mình có tìm ai được không á thì chưa có suy nghĩ tới trong đầu của em. Nhưng mà xong rồi bạn mới kêu là thôi nhìn mày chán quá mày tham gia đi cho nó vui, tại thấy cái này cũng vui, cũng rồi biết đâu có một cái nhóm đi chơi mới thì sao. Và đợt này đi Mũi Né thì ra là em cũng không tính đi, tại vì đi Mũi Né là phải sắp xếp công việc ở đây tới 7 ngày lận, hơi bị kẹt. Nhưng mà tự nhiên nó có cái duyên á, nó cứ thật ra là bận tới cỡ nào thì cũng do mình sắp xếp được hết. Thì tự nhiên em sắp xếp thì mọi người đều ok, em có thể nghỉ ngày này. Thì cái đó là em đi thôi. Chứ ban đầu thì tính em hơi chậm, ngược nói chuyện. Như ông... Phong hay là... Không, Phong. Phong cũng chậm. Tại những người ngoại đá như đẹp xíu em sẽ hơi bị... Ngọt. Kiểu bị ngọt. Nhưng mà tính người ta rất là dễ thương. Kiểu như có ổng thì mình sẽ không có một ngại. Kiểu như ổng sẽ là người thôi mà cũng đỡ. Bạn trai của mình không thích là tính trẻ con và vô tâm và hời hợt. Nếu mà gây ấn tượng thì mỗi người có mỗi kiểu. Thì có người dịu dàng hay cá tính. Riêng mình thì mình thích dịu dàng hơn. Còn như Trung Anh thì hiền quá nè. Anh cũng hiền nữa nè. Thì nó không hiền đâu nha. Chính xác. Không hiền đâu, nhìn hiền vậy thôi á. Nhưng mà hả? Nói gì là táp của đó. Hồi nãy thực chất là cái bé kia, bé Trân, Trân nhỏ. Thực chất là tấm hình đó là giống như vẫn là rớt. Giống như vừa mở cái bao la thì là bốn tấm hình là đưa cho úp gì nè thì đưa cho mọi người. Anh dở lên thấy là bé Trân nhỏ. Nhưng mà anh không biết, nhưng mà anh thấy nó đẹp. Đẹp không? Tại vì anh rất là có thiện cảm khi mà nhìn cái người nào đẹp đầu tiên. Em nghĩ ai cũng như thế thôi. Đúng. Bây giờ thực chất mà để mà nói một túp liều chanh hay quả tim vàng nữa, cái đó là xưa nó rồi, xưa rồi, quang nó xa xỉ rồi. Đúng rồi. Bây giờ quan trọng khi mà người ta đến nhau, cái nhìn đầu tiên là đẹp trước mắt. Đúng rồi. Ví dụ, cho dù em đẹp từ bên trong mà cái xấu bên ngoài, người ta cũng chưa chắc thì người ta đã đến để nói chuyện với em. Dạ đúng rồi. Anh cảm thấy đó là một cái chuyện bây giờ mà người ta nhìn vào thực tế không ai mà thôi cứ yêu thử đi rồi sau này rồi mình tính tiếp. Em thấy một số quan điểm là nói là yêu nhau chỉ cần là tính cách phù hợp á. Em nghĩ quan điểm đó là chỉ là nói dối thôi. Tại vì anh nghĩ là những cái lời hứa hẹn hay những cái lời nói đó chỉ là một phần để cho cái đối phương của mình nó yên tâm hơn. Quan trọng là cái sự mà cảm nhận là của anh dành cho em như thế nào. Mà bây giờ người ta nhìn vô người ta thấy đẹp là người ta yêu đó. Người ta không biết ngày mai ra sao. Đúng rồi, không đẹp sao yêu nổi anh. Đúng rồi.
để khi mà nói thẳng ra để mình tiến tới một cuộc hôn nhân á, mà khi mà ra mắt mọi người, trời bạn gái mình sao mà xấu vậy, hay là bạn trai mình sao mà tệ vậy, người ta không biết. Ừ, anh giỏi cái này, anh làm nó biết bao nhiêu tiền người ta không cần, người ta chỉ cần nhìn trước mắt thôi. Anh quyết định chọn tấm hình này và anh nghĩ đây là một cái người rất là bí ẩn, một cái người gì đó để cho anh tìm hiểu, nên là anh muốn tiếp xúc. Ủa rồi khi em nhìn anh thấy như thế nào? Thấy baby quá hả? Dạ không, em thấy anh chững chạc. Gì hả? Chững chạc hơn với tuổi. Đi ở ngoài á, người ta nói anh còn nhỏ lắm. Tại sao anh vô giới thiệu anh nói sinh năm 2000? Tại vì lý do đó, tại đi đâu anh ta cũng nói anh trẻ này nọ. Nhưng thật ra anh cũng lớn tuổi hơn so với cái số tuổi 2000 đó. Bởi vì chứ bốn người á, em có cảm nhận ai không? Em thích ai khi mà em nhìn đầu tiên? Em nghĩ em không có quan niệm là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Em nghĩ từ từ mới biết được tính cách của mỗi người. Ý là không, em cảm thấy mình tiếp xúc với ai mình thấy dễ gần hơn. Nếu mà nói về ngoại hình có lẽ là anh. Anh. Tại vì anh cảm thấy ai nó cũng có một nét đẹp riêng đối với anh. Đúng rồi. Em Hùng á. Hùng là sinh năm 97. Dạ đúng rồi. Thì anh nghĩ là chiều cao bạn nó có, gương mặt và nam tính. Còn anh thì là baby quá. Em lại không sao ta? Em nghĩ là em, tại vì em thích thư sinh. À thư sinh là anh. Tại vì anh chuộng cái kiểu Hàn Quốc. Đúng rồi, em nhìn em biết. Nhưng mà đôi khi cuộc sống anh không thích để nó một màu. Hôm nay anh có thể Hàn Quốc, ngày sau anh có thể lịch lãm, ngày sau nữa anh có thể cute trẻ con, ngày mốt nữa anh có thể là một người đứng đắn, rồi một ngày nữa anh có thể một cách bụi bẩm. Anh thích là cuộc sống của anh nó luôn luôn thay đổi chứ không phải là một cái màu không. Phong là một con người rất là chu toàn và rất là nghiêm túc trong chuyện tình yêu. Và Phong cảm thấy như là Phong đòi hỏi phải cao hơn nữa. Phong muốn bạn gái Phong cao trạc Phong. Và để có một cái gì đó thu hút từ Phong thì Phong nghĩ đó là một cái giọng nói. Thì Phong nghĩ là giọng nói phải ấm và truyền cảm. Thì Phong nghĩ là Phong sẽ rất là thu hút bởi cô gái đó. Điều mà em không thích ở một người bạn trai là không chung thủy. Và nếu về ngoại hình thì em không thích một người bạn trai có quá nhiều cơ bắp. Phong đã có những chia sẻ khá thẳng thắn và thoải mái với Quỳnh Ngân. Hình như cả hai có khá nhiều điểm tương đồng với nhau. Còn Trân và Hùng vẫn có chút ngại ngùng, chưa thực sự trải lòng cùng nhau. Hai cặp còn lại sẽ có những cuộc hẹn như thế nào? Mời quý vị cùng đón xem tập tiếp theo. Love you.